Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Thân mến chào các bạn, cô Ngọc Anh rất vui được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo để có thể hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu và phân tích một số văn bản ở trong chương trình ngữ văn lớp 12. Trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một văn bản sử dụng nhé. Có một điều cô muốn nhấn mạnh với các bạn ở trong bài này, đó chính là văn bản của chúng ta được viết bởi một tác giả rất là đặc biệt. Và văn bản này thì cũng có những nét đặc biệt riêng nữa. Vì vậy ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần một la mã tìm hiểu chung để xem rằng là tác giả và tác phẩm này có những cái gì đặc biệt nhé. Một nhỏ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tác giả này. Chúng ta có phần một nhỏ tác giả. Các bạn chú ý giúp cô nhé, đó chính là trước khi mà các bạn xem video bài giảng này và trước khi mà các bạn tham khảo nội dung mà Vietjet đã hướng dẫn để các bạn có thể phân tích, có thể soạn được văn bản này thì các bạn hãy cố gắng đọc ít nhất là 1 đến 2 lượt nội dung ở trong sách giáo khoa để chúng ta có thể biết được rằng là văn bản này thì sẽ đưa đến với chúng ta những nội dung gì. Ngay sau đây thì các bạn hãy cùng chú ý giúp cô đến trang 80 và trang 81 để chúng ta sẽ tìm hiểu một số thông tin liên quan đến tác giả nhé. Đầu tiên sẽ là yếu tố tiểu sử này. Các bạn sẽ có tác giả Kofi Annan, sinh ngày 8 tháng 4 năm 1938 tại Ghana. Đây là một nước Cộng hòa thuộc châu Phi nhé. Chúng ta có tên của tác giả này, đó chính là Kofi Annan này. Kofi Annan, sinh năm 1938 này, và tại Ghana. Đây là khoa phần này thì cũng đã đưa ra cho các bạn ghi chú về đất nước Ghana này rồi. Đây là một đất nước thuộc Cộng hòa châu Phi đúng không nhỉ? Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy này, đó chính là một số sự kiện ở trong cái cuộc đời này và một số những cái mốc sự kiện chính trong quá trình làm việc của Kofi Annan. Các bạn cần phải chú ý giúp cô ba mốc sự kiện chính. Thứ nhất đó chính là vào năm 1962. Chúng ta sẽ có này, năm 1962. Đây là thời điểm mà Kofi Annan thì bắt đầu những cái công việc của mình ở trong tổ chức Liên Hợp Quốc và trải qua nhiều cương vị, nhiều chức vụ khác nhau. Thì các bạn hãy cùng chú ý nhé, năm 1962 thì Kofi Annan bắt đầu làm việc này tại tổ chức Liên Hợp Quốc. Tại tổ chức Liên Hợp Quốc. Từ này thì cô sẽ viết tắt nhé, các bạn chú ý một chút. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thông tin, đó chính là sau đó thì chúng ta có mốc sự kiện năm 1996 này. Năm 1996 thì các bạn sẽ thấy được rằng là năm 1996 ông giữ chức Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và công việc chính của ông đó chính là phụ trách gìn giữ hòa bình. Chúng ta có ông giữ chức đó chính là Phó Tổng Thư ký này. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc này. Và công việc chính của ông đó chính là phụ trách gìn giữ hòa bình. Gìn giữ hòa bình ở trên thế giới này. Chỉ ngay sau đó một năm thôi thì chúng ta sẽ có thêm một cái mốc sự kiện vào năm 1997 nhá. Chúng ta sẽ có này, đó chính là năm 1997. Năm 1997 thì Kofi Annan trở thành người thứ 7 và là người châu Phi da đen đầu tiên được bầu làm Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc. Các bạn chú ý nhé, ông là người châu Phi da đen đầu tiên này. Người châu Phi da đen đầu tiên giữ chức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc này. Giữ chức Tổng Thư ký. Liên Hợp Quốc. Các bạn hãy chú ý một chút, đó chính là trước đây thì cái chế độ phân biệt chủng tộc apartheid thì đã đưa đến cho chúng ta rất nhiều những cái hệ quả của việc, đó chính là có một cái sự phân biệt giữa người da trắng và người da màu đúng không? Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là khi mà Kofi Annan trở thành người châu Phi da đen đầu tiên giữ chức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thì đây là một sự kiện rất là quan trọng rồi. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chú ý đến một số những cái sự kiện của năm 2001 nhé. Chúng ta có này, năm 2001 này. Ở trong năm 2001 thì các bạn sẽ thấy trong vai trò là Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc thì Kofi Annan đã ra lời kêu gọi hành động với 5 điều đấu tranh chống đại dịch HIV/AIDS. Và đặc biệt đó chính là ông đã kêu gọi để thành lập Quỹ Sức Khỏe và AIDS Toàn Cầu vào tháng 4 năm 2001. Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý hai cái sự kiện ở phần này. Thứ nhất đó chính là ông đã ra lời kêu gọi này. Chúng ta hãy chú ý đó chính là ra lời kêu gọi này. Kofi Annan thì đã ra lời kêu gọi với 5 điều để
toàn thế giới có thể là chống lại đại dịch AIDS. Và thứ hai đó chính là kêu gọi thành lập quỹ sức khỏe và AIDS này. Các bạn hãy cùng chú ý đến quỹ sức khỏe này. Vào tháng 4 năm 2001. Như vậy là các bạn đã thấy được rằng là với toàn bộ cái quá trình làm việc tại Liên Hợp Quốc, đặc biệt đó chính là với hai nhiệm kỳ làm việc với cái chức trách đó chính là Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc, thì Kofi Annan đã có rất nhiều đóng góp cho nền hòa bình và cho những cái công việc chung của toàn thế giới, đúng không? Vì vậy nên là thông tin cuối cùng liên quan đến tác giả này các bạn chú ý giúp cô, đó chính là vào năm 2001 thì Tổ chức Liên Hợp Quốc và cá nhân Tổng Thư ký Kofi Annan thì đã được nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình. Các bạn hãy cùng chú ý thêm nhé, đó chính là năm 2001 này thì Kofi Annan đã được nhận giải Nobel Hòa Bình. Như vậy là chúng ta vừa có được một số những cái thông tin cơ bản nhất liên quan đến tác giả Kofi Annan này. Như vậy các bạn đã thấy được rằng là không phải là một nhà văn đâu, ông là một nhà hoạt động chính trị. Tuy nhiên thì ông đã đưa đến cho chúng ta một văn bản liên quan đến cái việc mà cả thế giới phòng chống căn bệnh thế kỷ, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đưa ra câu hỏi, đó chính là lý do vì sao mà ở trên thế giới đã và đang xảy ra rất nhiều đại dịch. Tuy nhiên, Kofi Annan lại đặc biệt quan tâm đến đại dịch AIDS và đưa hẳn đến với chúng ta một cái bản thông điệp. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 2 nhỏ để có thể tìm hiểu những thông tin liên quan đến phần này nhé. Trong phần 2 nhỏ này thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn tìm hiểu về văn bản này với một số yếu tố như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác này. Thứ hai thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thể loại. Và thứ ba thì chúng ta sẽ tìm hiểu về bố cục của văn bản này nhé. Chúng ta sẽ có phần A nhỏ này, đó chính là hoàn cảnh sáng tác này. Sách giáo khoa trang 81 thì đã đưa đến với các bạn thông tin liên quan đến hoàn cảnh sáng tác văn bản này rồi. Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý đến mốc thời gian mà sách giáo khoa đưa ra nhé. Đó chính là các bạn sẽ thấy vào tháng 12 năm 2003 thì chúng ta thấy được rằng là Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thì đã đưa đến với chúng ta cái thông điệp này, cái văn bản này nhân ngày thế giới phòng chống AIDS. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chú ý này, văn bản này được viết nhân ngày thế giới này phòng chống AIDS. Và chúng ta có cụ thể đó chính là ngày mùng 1 này, tháng 12 năm 2003. Có một điều mà cô muốn lưu tâm với các bạn với cái mốc thời điểm này, các bạn cần chú ý một chút, đó chính là vào cái thời điểm cuối năm 2003 thì đây là cái thời điểm mà đại dịch HIV/AIDS đang hoành hành và chưa hề có dấu hiệu suy giảm nhé. Các bạn chú ý đó chính là đại dịch này. Đại dịch HIV/AIDS này đang hoành hành này. Và chưa có dấu hiệu suy giảm. Được chưa nhỉ? Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần B nhé. Đó chính là các bạn lưu ý giúp cô, chúng ta có thể loại của văn bản này. Chúng ta có phần B nhỏ này, thể loại này. Thể loại văn bản này thì các bạn đã được làm quen và các bạn đã có rất nhiều văn bản từ lớp 6 đến bây giờ, đúng không? Vì vậy nên là chúng ta có thể xác định ngay đây là văn bản nhật dụng rồi. Chúng ta hãy cùng chú ý đây là văn bản nhật dụng này. Văn bản nhật dụng thì đưa đến với các bạn những cái nội dung liên quan đến các vấn đề nóng bỏng này, những vấn đề thiết thực ở trong đời sống hàng ngày và có liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của các bạn nữa. Vì vậy nên là nếu như chúng ta có cái văn bản đó chính là thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2003 như thế này, thì chúng ta sẽ có một cái câu hỏi rằng liệu rằng cái vấn đề này thì nó sẽ có liên quan trực tiếp gì đến cuộc sống của chúng ta và cái tính nóng bỏng của nó thì sẽ như thế nào, khi mà ngay từ nhan đề của bài thì lại đưa đến với chúng ta cái mốc thời gian đó chính là ngày 1 tháng 12 năm 2003. Vậy thì cô sẽ đưa đến với các bạn một số những thông tin nhé. Những thông tin này thì các bạn hãy lưu tâm giúp cô, đó chính là một số thông tin đã được đưa ra ở trong câu hỏi sách bài tập ngữ văn trang 54, câu hỏi 2. Câu hỏi này thì có đưa đến với các bạn đó chính là vì sao trong không ít dịch bệnh đã và đang xảy ra với loài người thì Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lại có một cái mối quan tâm đặc biệt với việc phòng chống đại dịch HIV/AIDS
Và đặc biệt đó chính là cái mối quan tâm này nó đặc biệt đến nỗi mà ông đã phải gửi tới, ông đã đưa lời kêu gọi tới toàn thế giới và nâng những cái lời kêu gọi đó lên thành một bảng thông điệp. Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý giúp cô để xem rằng là lý do vì sao mà cô Phiên Nam lại có một cái sự quan tâm đặc biệt đối với đại dịch này nhá. Chúng ta hãy cùng đưa ra lý do này. Các bạn chú ý một chút giúp cô, đó chính là ở trong cái phần đầu tiên khi nói về hoàn cảnh sáng tác của văn bản này thì các bạn cũng đã biết được rằng là văn bản này được viết vào năm 2003 và khi mà đại dịch HIV/AIDS thì chưa hề có dấu hiệu suy giảm, đúng không? Vậy thì ý đầu tiên mà các bạn cần phải nêu rõ ra ở trong phần này, các bạn chỉ rõ ra tính thời điểm quan trọng đối với dịch bệnh này, đó chính là khi mà dịch bệnh đang hoành hành và chưa hề có dấu hiệu suy giảm. Hoặc là các bạn có thể diễn đạt theo một cái ý khác, một cái cách khác, đó chính là ít có dấu hiệu suy giảm nhé. Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là ở trong cái thời điểm vào năm 2003 ấy, đó là khi mà đã có rất nhiều dịch bệnh đã và đang xảy ra. Đồng thời đó chính là có những nỗ lực lớn của ngành y học thì những đại dịch nguy hiểm khác đã được khống chế, tuy nhiên đại dịch HIV/AIDS thì vẫn tiếp tục hoành hành. Đó là cái tính thời điểm ở lúc bấy giờ mà các bạn cần phải lưu tâm, đúng không? Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý giúp cô đến 3 đặc điểm quan trọng của đại dịch này nhé. Chúng ta có 3 đặc điểm quan trọng của cái đại dịch này mà khiến cho nó trở thành một vấn đề vô cùng là cấp bách đối với thế giới lúc bấy giờ. Đầu tiên thì các bạn hãy cùng chú ý đến đặc điểm của cái căn bệnh này này, đặc điểm bệnh lý của nó. Các bạn sẽ có thông tin ở trong sách giáo khoa trang 80 luôn, đúng không? Căn bệnh này thì đã được sách giáo khoa đưa đến cho các bạn ở trong cái phần chú thích 1 cuối sách giáo khoa trang 80 ấy. Có đưa đến với các bạn thông tin đó chính là HIV/AIDS thì đây là một cái căn bệnh mà khiến cho chúng ta có những cái hội chứng suy giảm miễn dịch, đúng không? Mà các bạn sẽ thấy được rằng là khi mà chúng ta mắc cái căn bệnh này thì có nghĩa là cơ thể của người bệnh sẽ bị suy giảm miễn dịch và tê liệt sức đề kháng. Mà cái căn bệnh này thì còn có một cái tên gọi khác, đó chính là bệnh liệt kháng. Vì thế nên là các bạn sẽ thấy khi mà cái căn bệnh này đã phát triển tới giai đoạn cuối rồi thì bản thân cơ thể con người sẽ bộc phát ra rất là nhiều những cái hiện tượng ở bên ngoài cơ thể mà người ta có thể nhìn thấy rõ được, và cuối cùng thì người mắc bệnh có thể dẫn đến tử vong. Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là căn bệnh này rất là nguy hiểm, và đặc biệt nó nguy hiểm đến nỗi mà khi mà y học đã phát triển rất là tiên tiến rồi thì vào thời điểm năm 2003 thế giới vẫn chưa tìm ra thuốc chữa đặc hiệu cho căn bệnh này nhé. Các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là chưa tìm ra thuốc chữa này, chưa tìm ra thuốc chữa hữu hiệu này, chưa tìm ra thuốc chữa hữu hiệu cho căn bệnh này. Và cuối cùng các bạn cần phải chú ý, đó chính là nó là một căn bệnh rất là nguy hiểm này, nó chưa có thuốc chữa, và đặc biệt đó chính là cái con đường lây lan của căn bệnh này thì lại rất là nhiều. Các bạn sẽ thấy đó chính là bệnh HIV/AIDS thì lại có sức lan truyền khủng khiếp và không chỉ bằng một con đường lây nhiễm. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy những cái thông tin liên quan đến cái căn bệnh này thì rất là nguy hiểm, đúng không? Các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là nó lây nhiễm qua nhiều đường này. Lây nhiễm qua nhiều đường, lây nhiễm qua nhiều con đường khác nhau. Như vậy là các bạn đã thấy được rằng là lý do để cô Phiên Nam có một sự quan tâm đặc biệt đối với căn bệnh này, đó chính là nó rất là nguy hiểm, và vào thời điểm cuối năm 2003, đầu năm 2004 thì đây là cái thời điểm mà đại dịch AIDS đang hoành hành ở trên thế giới và ít có dấu hiệu suy giảm, đúng không? Các bạn sẽ thấy được rằng là nhân loại thì đã trải qua rất là nhiều những đại dịch khác nhau, ví dụ như là lao này, dịch tả hay là thương hàn chẳng hạn. Trong đó có một số đại dịch đã trở thành thảm họa khi mà gây ra rất là nhiều những cái sự thương vong dành cho con người trên thế giới. Tuy nhiên, ở trong vai trò là một tổng thư ký của Liên Hợp Quốc thì cô Phiên Nam đã có một sự quan tâm đặc biệt và có một cái sự tuyên chiến với căn bệnh AIDS này không chỉ là một lần đâu. Và đặc biệt là vào cuối năm 2003, thời điểm mà viết văn bản này, thì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã có những cái công sức để Liên Hợp Quốc đặt ra một ngày thế giới phòng chống AIDS. Và nhân đó thì cô Phiên Nam đã đưa ra hẳn một bản thông điệp. Các bạn hãy cùng chú ý nhé, đó chính là bản thông điệp. Thông điệp này, thông điệp là một loại văn bản có hình thức
rất là trang trọng. Và cái nội dung của nó thì cũng phải đặc biệt quan trọng nữa. Các bạn hãy cùng chú ý đến hai yếu tố này nhé. Nội dung thì quan trọng và cái hình thức của văn bản thì cũng trang trọng bậc nhất. Và với cái bản thông điệp này thì cô Fiona muốn gửi đến chính phủ và nhân dân của tất cả các nước trên thế giới để tất cả mọi người cùng có sự chung tay chống lại căn bệnh thế kỷ này. Được chưa nhỉ? Các bạn đã cùng đưa ra được một số những cái yếu tố liên quan rồi. Tiếp theo thì các bạn hãy cùng ghi giúp cô. Chúng ta có nội dung của phần C nhỉ? Đó là phần bố cục. Bố cục của văn bản này thì cũng sẽ được chia ra làm 3 phần. Tuy nhiên các bạn chú ý một chút, đó chính là với 3 phần này thì trong phần 2 La Mã, khi mà phân tích, khi mà tìm hiểu chung về văn bản thì cô sẽ đưa đến với các bạn sự phân tích theo bố cục đúng 3 phần đó. Lát nữa thì chúng ta sẽ cùng chỉ ra bố cục đó nhé. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần 2 La Mã để có thể phân tích một cách cụ thể văn bản này nhé. Các bạn sẽ thấy được rằng là ở trong phần này, sau khi mà phân chia ra bố cục 3 phần thì cô nhắc lại với các bạn này. Phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng chỉ ra cơ sở của bản thông điệp. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ cùng phân tích xem rằng là tình hình thực tế khi mà tác giả cô Phiên Nam viết lên bản thông điệp này là gì. Và đồng thời thì tác giả cũng đã chỉ rõ ra cho chúng ta thấy nhiệm vụ của mỗi đất nước để mà có thể chống lại căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Và cuối cùng thì chúng ta có nội dung của phần 3, đó chính là lời kêu gọi để mọi người có thể chung tay chống dịch, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung đầu tiên ở trong bài này nhé. Đó chính là cơ sở của bản thông điệp này. Chúng ta có phần 1 nhỏ, cơ sở của bản thông điệp. Cơ sở của bản thông điệp này. Trong phần này thì các bạn lưu ý giúp cô, đó chính là chúng ta có nội dung của đoạn đầu tiên trong sách giáo khoa trang 81. Đó chính là trong phần này thì tác giả cô Fiona Nam đã nhắc lại với chúng ta sự kiện cách đây 2 năm. Đó chính là tác giả thì đã nhắc lại về việc cam kết của các quốc gia ở trên thế giới để có thể là đánh bại căn bệnh HIV/AIDS vào năm 2001 nhé. Các bạn chú ý này, điều đầu tiên đó chính là cô Fiona Nam nhắc lại này sự cam kết của các quốc gia vào năm 2001. Và các bạn sẽ thấy được rằng là vào năm 2001 này thì các quốc gia đã có sự cam kết nguồn lực và hành động để có thể đánh bại căn bệnh AIDS này, đúng không? Các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là có một cái sự chung tay này, đầu tư trong cả hai phần, đó chính là nguồn lực và hành động này. Và hành động. À, vậy thì ở trong cái vấn đề này các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là đây không phải là một vấn đề hoàn toàn mới. Đây là một vấn đề mà đã có cái sự cam kết vào thời điểm 2 năm trước rồi. Thế thì dường như ở đây tức là cô Fiona Nam thì đang muốn nhắc lại với chúng ta về cái việc cam kết của các quốc gia rằng sẽ đầu tư nguồn lực và hành động để có thể chung tay có những cái tác dụng trong việc là phòng chống AIDS, đúng không? Chúng ta hãy cùng chú ý, đó chính là phòng chống HIV/AIDS này. Phòng chống HIV/AIDS. À, thế thì chúng ta sẽ cùng có một cái câu hỏi trong phần này, đó chính là 2 năm trước đã cam kết rằng sẽ đầu tư nguồn lực và hành động rồi để có thể phòng chống căn bệnh rồi. Thế thì 2 năm sau nhắc lại cái câu chuyện này để làm gì nữa, đúng không? Các bạn sẽ thấy được rằng là ở đây khi mà tác giả cô Phiên Nam nhắc lại cái bản cam kết này thì chúng ta cần phải chú ý, đó chính là có một phiên họp đặc biệt vào năm 2001 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS thì các quốc gia đã nhất trí thông qua tuyên bố về cam kết phòng chống HIV/AIDS, trong đó có đưa ra một loạt các mục tiêu cụ thể kèm thời hạn chiến đấu chống lại căn bệnh này. Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý nhé. Trong cái bản cam kết của năm 2001 thì các quốc gia đã nhất trí để có thể là đưa ra một loạt các mục tiêu, đúng không? Chúng ta hãy cùng chú ý, đó chính là trong bản cam kết này thì đã đưa ra hàng loạt các mục tiêu. Các mục tiêu. Và đặc biệt đó chính là các mục tiêu này thì có thời hạn. Có thời hạn. Các nước đã cùng họp lại với nhau, cùng ngồi lại với nhau để thống nhất thông qua cái bản tuyên bố phòng chống HIV/AIDS, đưa ra một số mục tiêu và thời hạn để có thể là thực hiện được những cái mục tiêu này, đúng không? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là
ngay sau khi mà đưa ra nội dung về việc là nhắc lại sự cam kết của các quốc gia về việc sẽ phòng chống AIDS như thế này, thì Kofi Annan có nhấn mạnh ở trong đoạn thứ hai, các bạn cùng chú ý: chúng ta đã cam kết và các nguồn lực đã được tăng lên, song hành động của chúng ta vẫn còn quá ít so với nhu cầu thực tế. Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý nhé. Kofi Annan nhắc lại bản cam kết và sau đó thì chỉ ra với những mục tiêu và thời hạn để thực hiện những mục tiêu đó thì chúng ta đã làm được gì, đúng không? Các bạn hãy cùng chú ý đến kết quả của việc thực hiện mục tiêu này. Kết quả của việc thực hiện mục tiêu, chúng ta phân ra hai nội dung nhé. Nội dung đầu tiên mà Kofi Annan đã khẳng định đó chính là sau những cái việc mà thực hiện các bản cam kết này thì các nguồn lực đã được tăng lên. Các bạn cùng chú ý này, các nguồn lực đã được tăng lên. Các nguồn lực đã được tăng lên. Tuy nhiên, có một điều mà khiến cho dường như là có một điều đang thúc giục Kofi Annan để có thể là viết những cái văn bản này, đó chính là mặc dù là những nguồn lực đã được tăng lên, song những hành động của chúng ta vẫn còn quá ít so với nhu cầu thực tế, đúng không? Các bạn cùng chú ý, đó chính là những hành động thì đã quá ít, vẫn còn quá ít so với nhu cầu thực tế. So với nhu cầu thực tế. Ở trong phần này thì Kofi Annan sau khi mà đưa đến với chúng ta một cái sự khẳng định, đó chính là những cái hành động của con người thì vẫn còn quá ít so với nhu cầu thực tế. Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chỉ ra xem rằng là thực tế cả thế giới đang chống lại với căn bệnh AIDS như thế nào, và việc mà những cái hành động và cam kết của chúng ta vẫn còn quá ít so với nhu cầu thực tế thì những cái hành động quá ít đó được chỉ ra một cách cụ thể ra sao nhé. Chúng ta có nội dung của phần 2 nhỏ này, đó chính là ở trong phần này chúng ta sẽ cùng điểm lại tình hình thực tế và nhiệm vụ phòng chống AIDS này. Chúng ta sẽ có nội dung của phần 2, đó chính là tình hình thực tế này. Tình hình thực tế. Và thêm nữa, đó chính là các bạn hãy cùng đưa ra nội dung thứ hai của phần này, đó chính là hành động phòng chống AIDS này. Chúng ta có hành động để phòng chống AIDS. Hành động để phòng chống AIDS này. Được chưa nhỉ? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý giúp cô, đó chính là việc đầu tiên khi mà chỉ ra với chúng ta nội dung của tình hình dịch bệnh thì các bạn hãy cùng lưu tâm với cô nội dung đầu tiên nhé. Đó chính là chúng ta sẽ cùng điểm lại tình hình thực hiện phòng chống dịch bệnh AIDS đã qua như thế nào. Chúng ta hãy cùng chú ý này, điểm lại tình hình đã qua. Điểm lại tình hình đã qua này. Khi mà điểm lại tình hình phòng chống đại dịch HIV/AIDS đã qua thì các bạn hãy cùng lưu tâm giúp cô, tác giả Kofi Annan đã đưa đến với chúng ta một số những kết quả đạt được nhé. Chúng ta hãy cùng chú ý đến những kết quả đạt được này. Kết quả đạt được. Kết quả đạt được đầu tiên mà chúng ta thấy đó chính là đến thời điểm này thì ngân sách dành cho phòng chống HIV đã được tăng lên một cách đáng kể. Đầu tiên các bạn hãy cùng chú ý này, ngân sách tăng lên đáng kể, đúng không? Chúng ta có ngân sách tăng lên đáng kể. Ngân sách dành cho phòng chống HIV/AIDS thì đã được tăng lên một cách đáng kể nhờ vào sự cam kết của từng quốc gia, đúng không? Và đồng thời các bạn sẽ thấy được rằng là cùng với việc đó thì quỹ toàn cầu dành cho phòng chống HIV/AIDS đã được thông qua. Các bạn hãy cùng chú ý nhé. Chúng ta có nội dung thứ hai, đó chính là đồng thời vấn đề thành lập quỹ toàn cầu về phòng chống AIDS, lao và sốt rét cũng đã được thông qua này. Chúng ta có quỹ toàn cầu này. Việc thành lập quỹ toàn cầu về phòng chống AIDS này. Về phòng chống AIDS đã được thông qua. Đã được thông qua. Qua cái chi tiết này thì các bạn cũng đã thấy được rằng là dường như thế giới và tổ chức Liên Hợp Quốc thì cũng đã nhìn ra được cái vấn đề nghiêm trọng của đại dịch AIDS và đưa ra hàng loạt những cái quỹ này hoặc là những cái hành động để có thể
đưa cả thế giới cùng chung tay chống lại căn bệnh này, đúng không? Tiếp theo các bạn sẽ thấy đó chính là cùng với việc là các quốc gia đã đưa vào ngân sách và đồng thời thì Tổ chức Liên Hợp Quốc đã thông qua việc thành lập Quỹ Toàn cầu về phòng chống AIDS, thì chúng ta sẽ có thêm một thông tin nữa, đó chính là đại đa số các nước thì đã xây dựng chiến lược quốc gia để phòng chống AIDS cho đất nước mình. Thì đây là việc mà từng quốc gia đã có những cái hành động riêng để có thể chống lại căn bệnh. Chúng ta hãy cùng chú ý nhé. Đại đa số các quốc gia này, đại đa số các quốc gia đã đưa ra chiến lược này, đã đưa ra chiến lược để phòng chống AIDS này. Và cuối cùng, các bạn hãy cùng chú ý ở trong phần này, đó chính là ngày càng nhiều các công ty áp dụng chính sách phòng chống AIDS ở nơi làm việc. Nhiều nhóm từ thiện và cộng đồng thì đã luôn đi đầu trong cuộc chiến chống AIDS, thực hiện những cái hoạt động tích cực trong việc phối hợp chặt chẽ với chính phủ và các tổ chức để có thể cùng ứng phó với dịch bệnh này. Vậy thì chúng ta sẽ có nội dung ở cuối cùng, đó chính là nhiều nhóm từ thiện này và nhiều công ty thì đã áp dụng những cái chính sách để có thể là phòng chống đại dịch HIV/AIDS, đúng không? Chúng ta hãy cùng chú ý đến việc đó chính là có nhiều công ty này và có nhiều nhóm từ thiện này. Nhiều nhóm từ thiện thì đã cùng đưa ra rất là nhiều những hành động thiết thực để có thể phòng chống AIDS. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là với những kết quả đạt được như thế này thì chúng ta có thể có được một cái sự khẳng định rằng tất cả người dân ở trên thế giới, tất cả những tổ chức, công ty hoặc là đặc biệt là một tổ chức cao nhất, các bạn sẽ thấy Tổ chức Liên Hợp Quốc thì cũng đã có những cái hành động thiết thực để có thể phòng và chống căn bệnh này, đúng không? Chúng ta thấy những hành động thiết thực này, hành động thiết thực này. Để có thể phòng chống căn bệnh này. Tuy nhiên, các bạn hãy cùng chú ý đó chính là bên cạnh những kết quả đã đạt được như thế này thì Kofi Annan cũng đã chỉ ra cho chúng ta những cái vấn đề còn tồn tại nữa. Chúng ta hãy cùng chú ý này, những vấn đề tồn tại. Ở phía trên này, chúng ta đang chỉ ra đó chính là những cái kết quả đạt được thì khá là nhiều, đúng không? Tuy nhiên, ngay từ đầu của phần này thì Kofi Annan đã khẳng định với chúng ta rằng nguồn lực thì đã tăng lên, song những hành động để có thể chống đại dịch HIV/AIDS của chúng ta vẫn còn quá ít so với nhu cầu của thực tế. Đây, chúng ta đã cùng chỉ ra được những cái kết quả của hành động. Tuy nhiên, những cái kết quả thiết thực này thì lại còn quá ít so với nhu cầu thực tế. Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý xem là những cái vấn đề tồn tại mà chúng ta cần phải làm trong thời gian sắp tới để khắc phục tình hình dịch bệnh thì sẽ là như thế nào nhé. Đó là các bạn hãy cùng chú ý này. Đầu tiên, đại dịch HIV/AIDS vẫn đang hoành hành và gây tỷ lệ tử vong cao trên thế giới, ít có dấu hiệu suy giảm. Đầu tiên các bạn chú ý này, đại dịch thì vẫn đang hoành hành. Đại dịch thì vẫn đang hoành hành này. Tỷ lệ tử vong cao. Tỷ lệ tử vong thì rất là cao này. Và lại còn ít có dấu hiệu suy giảm. Ít có dấu hiệu suy giảm này. Thêm nữa, các bạn chú ý giúp cô, đó chính là một trong những cái vấn đề tồn tại rất lớn ở trong phần này. Đó chính là trong năm qua thì mỗi phút đồng hồ của một ngày trôi đi có khoảng 10 người bị nhiễm mới căn bệnh HIV. Và đồng thời đó chính là ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất thì tuổi thọ của người dân đã bị giảm sút một cách nghiêm trọng. Như vậy là các bạn đã thấy được rằng là mỗi phút có khoảng 10 người nhiễm mới HIV, thì đây có nghĩa là tình hình lây lan của đại dịch này rất là nhanh, đúng không? Và đồng thời các bạn sẽ thấy được rằng là đại dịch AIDS thì gây ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe và tới tuổi thọ của người dân. Các bạn hãy cùng chú ý nhé, gây ảnh hưởng này, đại dịch gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng ta sẽ thấy được rằng là căn bệnh này thì gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tới tuổi thọ của tất cả mọi người ở trên thế giới. Và đặc biệt, các bạn có biết không nhỉ? Đó chính là tỷ lệ phụ nữ mà mắc căn bệnh này thì càng ngày càng tăng lên. Các bạn sẽ có nhé, thông tin mà Kofi Annan đưa đến với chúng ta ở trong bản thông điệp này. Đó chính là giờ đây phụ nữ đã chiếm tới một nửa trong tổng số những người nhiễm trên toàn thế giới. Và đặc biệt đó chính là
Với cái tốc độ lan rộng như vậy thì bệnh dịch này càng ngày càng lan rộng, nhanh nhất chính là ở những nước mà trước đây hầu như vẫn còn được an toàn, đặc biệt là khu vực Đông Âu, toàn bộ châu Á, từ dãy núi Ural đến Thái Bình Dương. Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý giúp cô ý thứ ba để các bạn có thể chỉ ra được những cái tồn tại ở trong phần này, đó chính là tình hình dịch bệnh thì ngày càng lan rộng đến cả những cái khu vực mà trước đây chúng ta nghĩ rằng nó là an toàn nhất, đúng không? Các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là tình hình dịch bệnh thì lan rộng này và nhanh chóng. Đây là một ý rất là khái quát thôi, tình hình dịch bệnh lan rộng và lan rất là nhanh chóng. Một số những cái ý để các bạn có thể là đưa ra dẫn chứng cho phần này. Thứ nhất đó chính là cứ mỗi một phút đồng hồ của một ngày trôi qua thì có đến 10 người nhiễm mới, đúng không? Thứ hai đó chính là phụ nữ chiếm một nửa trong số những người nhiễm căn bệnh này ở trên toàn thế giới. Và thứ ba các bạn cùng chú ý đó chính là căn bệnh này thì lan rộng đến cả những cái khu vực mà trước đây chúng ta cho rằng an toàn nhất. Ví dụ như là Đông Âu, toàn châu Á hay là từ dãy núi Ural đến Thái Bình Dương. Được chưa nhỉ? Các bạn cũng hãy cùng chú ý đưa ra được ba cái nội dung quan trọng nhất ở phần này để có thể khẳng định rằng với những cái vấn đề tồn tại như thế này thì căn bệnh HIV/AIDS thực sự là một đại dịch của thế kỷ, đúng không? Như vậy là trong những cái nội dung vừa rồi khi mà cô vừa phân tích với các bạn ấy thì chúng ta vừa chỉ ra được nội dung đầu tiên, đó chính là những cái việc mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc của Việt Nam đã nhắc lại về việc là các quốc gia ở trên thế giới thì đã cùng có một sự thống nhất để có thể cam kết với nhau chung tay hành động chống lại đại dịch AIDS, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta cũng có được những thông tin liên quan đến việc đó chính là những cái hành động của các quốc gia như thế nào, vấn đề gì còn tồn tại và kết quả của những cái hành động đó nữa. Vì vậy nên là sau khi mà chúng ta phân tích được những cái nội dung vừa rồi thì các bạn lưu tâm giúp cô, đó chính là chúng ta sẽ cùng chỉ ra cái cách trình bày vấn đề, hay là nói một cách khác là chúng ta sẽ cùng phân tích hiệu quả nghệ thuật của việc đó chính là tác giả thì đã đưa ra luận điểm và tác giả thì đã đưa ra với chúng ta những cái dẫn chứng để có thể là chứng minh cái luận điểm đó như thế nào. Chúng ta hãy cùng chú ý, chúng ta nhận xét một chút. Nhận xét. Và các bạn chú ý giúp cô, đó chính là cái sự nhận xét ở đây ấy sẽ là sự nhận xét về cách trình bày vấn đề của tác giả nhé. Chúng ta sẽ nhận xét về cách trình bày vấn đề này. Cách trình bày vấn đề. Vậy thì điều đầu tiên các bạn lưu tâm giúp cô, đó chính là cách trình bày vấn đề của tác giả ở đây thì rất là rõ ràng, khoa học và có sức thuyết phục cao này. Chúng ta cùng chú ý rõ ràng này, khoa học này, và đồng thời đó chính là có sức thuyết phục cao. Có sức thuyết phục cao. Các bạn sẽ thấy được rằng là với một cái văn bản như thế này thì dường như cô Việt Nam đang muốn đưa đến với chúng ta giống như là một cái sự tổng kết về quá trình 2 năm sau khi mà có sự cam kết về việc là sẽ phòng chống HIV của toàn thế giới thì chúng ta đã và đang làm được những gì, đúng không? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là không chỉ là đưa ra những luận điểm một cách rõ ràng, khoa học, có sức thuyết phục cao đâu, mà tác giả thì còn đưa đến với chúng ta, trình bày với chúng ta nội dung của vấn đề với ba phương diện nhé. Các bạn hãy cùng chú ý này, vấn đề được trình bày này, được trình bày với ba phương diện, với ba phương diện. Và chúng ta sẽ cùng chỉ ra ba phương diện đó nhé. Đầu tiên, như cô đã nói với các bạn, đó chính là đầu tiên phải chỉ ra rằng các nước thì đã cam kết để có thể phòng chống bệnh đã, đúng nhờ? Chúng ta sẽ có đó chính là sự thống nhất cam kết này. Sự thống nhất cam kết. Sự thống nhất cam kết rằng các nước thì sẽ chung tay chống lại đại dịch. Thứ hai đó chính là sau khi chúng ta có sự cam kết, chúng ta có sự thống nhất rồi thì các nước có những hoạt động thực tế, đúng không? Chúng ta thấy các nước và cả Liên Hợp Quốc thì cũng đã có những cái hoạt động thực tế. Và sau 2 năm cam kết, 2 năm có những hành động thực tế đó thì cô Việt Nam đã đưa đến với chúng ta, đó chính là kết quả đạt được, đúng không? Chúng ta có kết quả đạt được. Kết quả đạt được.
Như vậy là với việc mà trình bày vấn đề trên cả ba phương diện như thế này thì rõ ràng các bạn sẽ thấy được rằng là cái cách mà đưa ra vấn đề một cách rõ ràng, khoa học đồng thời là đầy đủ như thế này. Đồng thời rất là đầy đủ như thế này thì chúng ta có thể khẳng định được rằng là cái cách đưa ra cái vấn đề, đưa ra luận điểm của tác giả thì cũng mang đến với chúng ta sức thuyết phục cao rồi, đúng không? Tiếp theo, ý thứ ba, các bạn hãy cùng chú ý đến cách lập luận của tác giả, cách đánh giá vấn đề của tác giả ở đây, đó chính là tác giả thì đưa ra với chúng ta những cái luận điểm. Tuy nhiên, tác giả khẳng định với chúng ta rằng là chúng ta đã hành động, chúng ta đã cam kết, nhưng những cái cam kết, những cái hành động đó, những cái hành động của chúng ta thực sự vẫn còn rất ít so với nhu cầu thực tế. Thì rõ ràng rằng là cái cách lập luận, cái cách đánh giá và cái cách bình luận về vấn đề của tác giả thì lại là cái cách mà giống như là đang lật lại vấn đề và đưa ra cho chúng ta một cái cách nhìn toàn diện về vấn đề này, đúng không? Các bạn hãy cùng chú ý này, lập luận này, cách lập luận, cách đánh giá, cách đánh giá của tác giả ở đây thì giống như là đang lật lại vấn đề và giúp cho chúng ta có được một cái nhìn rất là xác thực về thực tế, đúng không? Các bạn sẽ thấy lập luận và đánh giá đi từ thực tế này, đi từ thực tế này. Xuất phát từ thực tế để có được những lập luận, để có được những đánh giá, đúng không? Và những cái lập luận đó quay lại cuối cùng thì cũng là mong muốn cho thực tế của chúng ta sẽ được cải thiện hơn, được tốt đẹp hơn. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là đằng sau những cái lập luận, đằng sau những cái đánh giá đó thì tác giả còn đưa ra với chúng ta những cái dẫn chứng và những số liệu cụ thể nữa. Chúng ta có dẫn chứng này và số liệu cụ thể. Dẫn chứng và số liệu cụ thể này. Những cái số liệu cụ thể mà tác giả đưa ra với chúng ta ở trong phần này, ví dụ các bạn có thể thấy được rằng là mỗi phút đồng hồ trôi qua ở trên thế giới thì lại có đến 10 người mắc mới căn bệnh này. Và phụ nữ chiếm lấy một nửa số người nhiễm bệnh ở trên toàn thế giới, đúng không? Vì vậy các bạn sẽ thấy được rằng là với những cái số liệu và những cái dẫn chứng cụ thể như thế này thì văn bản này đã đưa đến với chúng ta một cái vấn đề thật là sát sao, và đặc biệt đó chính là tác giả đã điểm lại với chúng ta tình hình một cách trung thực, một cách đáng tin cậy, và đó chính là những cái cơ sở để tác giả đưa ra những cái kiến nghị. Tác giả nói với chúng ta rằng là chúng ta đã cam kết, chúng ta đã hành động, tuy nhiên những hành động của chúng ta vẫn còn rất ít so với tình hình thực tế. Sau khi mà chỉ ra những cái hành động và kết quả của hành động đó thì rõ ràng tác giả phải đưa ra những cái đề nghị tiếp theo để có thể là cải thiện tình hình, để những cái hành động của chúng ta sẽ phù hợp hơn, sẽ cần thiết hơn với thực tế, đúng không? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý ở trong phần này nhé. Nội dung cuối đó chính là các bạn lưu tâm giúp cô. Tác giả đã điểm lại tình hình ở trong phần này một cách rất là trung thực, một cách đáng tin cậy. Các bạn sẽ thấy này, tác giả điểm lại tình hình. Điểm lại tình hình này. Một cách rất là trung thực và đáng tin cậy. Đáng tin cậy này. Và mục đích của cái việc điểm lại tình hình như thế này chính là tác giả sẽ có cơ sở cho những cái kiến nghị tiếp theo, đúng không? Các bạn hãy lưu tâm giúp cô nhé. Đó chính là tác giả thì có những cơ sở cho những kiến nghị tiếp theo. Vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là tác giả sẽ kiến nghị những vấn đề gì, tác giả sẽ đưa ra những cái nhiệm vụ gì đối với mọi người, đối với tất cả các đất nước ở trên thế giới để có thể chống lại đại dịch AIDS này. Chúng ta sẽ phân tích đến nội dung tiếp theo nhé. Các bạn lưu ý giúp cô, đó chính là nội dung tiếp theo mà chúng ta cùng chỉ ra, đó chính là nhiệm vụ đặt ra này. Nhiệm vụ đặt ra. Ở trong phần này thì chúng ta có hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó chính là tình hình thực tế sau khi mà chúng ta thực hiện những cái vấn đề liên quan đến đại dịch AIDS, và sau khi mà chỉ ra tổng kết lại tất cả những cái hành động đó rồi thì chúng ta vẫn còn những cái tồn tại và nhiệm vụ mà chúng ta cần phải đặt ra vào thời điểm đó, đó chính là chúng ta cần phải có những hành động thiết thực hơn, những cái hành động mạnh mẽ hơn nữa để có thể là chống lại đại dịch, để cái tình trạng là ít có dấu hiệu suy giảm của đại dịch thì nó sẽ được có sự biến chuyển, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý này. Tác giả thì đã đưa ra cho chúng ta một cái sự khẳng định rằng chúng ta đã không hoàn thành được một số mục tiêu đề ra trong năm theo tuyên bố về cam kết phòng chống HIV/AIDS.
Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta bị chậm trong việc giảm quy mô và tác động của dịch so với mục tiêu đã đề ra năm 2005. Vì vậy, các bạn hãy cùng chú ý này. Tác giả nói, lẽ ra chúng ta phải giảm được 1/4 số thanh niên nhiễm HIV/AIDS ở các nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Lẽ ra chúng ta phải giảm được 1/2 tỷ lệ trẻ sơ sinh bị nhiễm bệnh. Và lẽ ra chúng ta phải triển khai được các chương trình chăm sóc toàn diện ở mọi nơi. Với tiến độ thực hiện như thế này thì chúng ta sẽ không đạt được bất kỳ một mục tiêu nào ở năm 2005. Vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là tất cả các mục tiêu đặt ra mà chúng ta, những cái hành động vẫn còn quá ít so với thực tế và không thể nào mà hoàn thành được những cái mục tiêu đó. Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý, đó chính là tác giả thì đã đưa ra với chúng ta, khẳng định với chúng ta rằng các nước thì phải nỗ lực để có thể thực hiện những cái cam kết đã đặt ra, đúng không? Các bạn hãy cùng chú ý này, nội dung đầu tiên trong vùng nhiệm vụ, trong phần nhiệm vụ này, đó chính là các nước thì cần phải nỗ lực để thực hiện các cam kết đã đặt ra bằng nguồn lực và bằng hành động cần thiết phù hợp với thực tế này. Chúng ta có, đó chính là các nước này cần thực hiện. Thực hiện gì nhỉ? Các bạn sẽ thấy các nước thì sẽ cần thực hiện các cam kết này. Thực hiện các cam kết mà đã thống nhất bằng nguồn lực này. Và cả bằng hành động nữa. Bằng nguồn lực và cả bằng hành động. Và hành động này thì phải phù hợp với thực tế nhá. Phù hợp với thực tế. Tiếp theo, nhiệm vụ thứ hai ở trong phần này mà các bạn cần phải lưu ý đó chính là mọi người và đặc biệt đó chính là các nước thì cần phải đưa vấn đề AIDS lên vị trí hàng đầu này. Các bạn cần phải chú ý đó chính là đưa vấn đề phòng chống AIDS này lên vị trí hàng đầu. Tác giả với khẳng định với chúng ta ở trong phần này đó chính là chúng ta phải đưa vấn đề AIDS lên vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về chính trị và hành động thực tế của mình. Lý do vì sao nhỉ? Rõ ràng chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện những cái cam kết của mình bằng nguồn lực và bằng hành động. Chúng ta đã đặt ra rất là nhiều mục tiêu cần phải đạt được ở trong năm 2005. Tuy nhiên, với việc đó chính là chúng ta đã trải qua 1/2 quãng đường từ năm 2001 đến năm 2003 rồi mà chúng ta vẫn chưa thực hiện được những cái cam kết của mình, thì rõ ràng rằng chúng ta không thể tuyên bố rằng những thách thức cạnh tranh có ý nghĩa quan trọng hơn và cấp bách hơn, đúng nhở? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý ở trong phần này nhé, đó chính là Kofi Annan thì khẳng định với chúng ta rằng các nước cần phải đưa vấn đề AIDS lên vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về chính trị và hành động thực tế của mình. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chú ý này. Không chỉ đưa ra những cái nhiệm vụ như vậy đâu mà Kofi Annan còn khẳng định với chúng ta, đó chính là chúng ta cần phải có được một cái thái độ, cần phải có một cái sự quan tâm đúng mức đối với những người bị AIDS. Và điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm được trong công tác tuyên truyền đó chính là không kỳ thị đối với những cái người bị AIDS, và đặc biệt đó chính là phải công khai lên tiếng về căn bệnh này, đúng không? Chúng ta hãy cùng chú ý này, phải công khai lên tiếng này với căn bệnh này. Lý do vì sao mà chúng ta phải công khai? Rõ ràng rằng là những cái người bị mắc bệnh này họ sẽ có một cái sự tự ti, đúng không? Và nếu như đất nước có sự công khai lên tiếng với căn bệnh này thì rõ ràng rằng những người bị bệnh họ sẽ có một cảm giác rằng họ được quan tâm và họ sẽ có những cái động lực để điều trị căn bệnh của mình. Vì vậy nên là một thái độ trong tuyên truyền, trong cái cách để có thể thay đổi tư duy của mỗi người, đó chính là chúng ta cần phải có những hành động khi mà chúng ta không kỳ thị đối với những người nhiễm bệnh, không phân biệt đối xử đối với những người nhiễm bệnh nhé. Chúng ta hãy cùng chú ý này, chúng ta không phân biệt đối xử này với người nhiễm bệnh này.
báo chí ở gần những năm gần đây thì đã đưa đến với chúng ta rất là nhiều những câu chuyện về người mẹ bị nhiễm bệnh nhưng mà cố gắng sinh con của mình ra, hoặc là những đứa trẻ mặc dù là bị nhiễm bệnh tuy nhiên thì lại có những cái hành động rất là tốt, đẹp đối với xã hội và đối với những cái người bạn cùng trang lứa xung quanh, đúng nhờ? Như vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là ví dụ bệnh HIV/AIDS là một cái căn bệnh mà có thể bị lây truyền từ mẹ sang con chẳng hạn. Vậy thì những đứa trẻ sinh ra đã mắc bệnh AIDS rồi, đó là những đứa trẻ vô tội. Vì vậy nên là chúng ta thì sẽ không được phép kỳ thị hay là phân biệt đối với những người mà bị bệnh AIDS. Và đặc biệt đó chính là các bạn hãy cùng chú ý, nếu như chúng ta không kỳ thị, nếu như chúng ta không phân biệt đối xử, thì thêm nữa chúng ta hãy có những cái hành động để có thể là khích lệ họ chữa bệnh và làm những cái điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống của chính mình cũng như là cho cộng đồng. Thế chưa nào? Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chú ý đến nội dung cuối cùng ở trong phần nhiệm vụ này. Đó chính là chúng ta hãy cùng chú ý, chúng ta phải có được một cái nhận thức đúng đắn về căn bệnh này. Chúng ta không thể ảo tưởng rằng là chúng ta có một cái cuộc sống lành mạnh, chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp thì chúng ta sẽ không bao giờ bị mắc bệnh AIDS cả, đúng không? Các bạn hãy cùng chú ý ở trong phần này, đó chính là chúng ta sẽ không ảo tưởng về khả năng tự bảo vệ an toàn cho chính mình nhé. Có nghĩa là chúng ta cần phải có những cái kiến thức này, chúng ta cần phải có những cái kiến thức cụ thể liên quan đến căn bệnh, liên quan đến bệnh AIDS này. Và đồng thời, các bạn hãy cùng chú ý ở trong phần này, đó chính là tác giả khẳng định với chúng ta rằng hãy đừng để bất kỳ một ai có ảo tưởng rằng chúng ta có thể bảo vệ chính mình bằng cách dựng lên những cái tường rào ngăn cách giữa chúng ta và họ. Các bạn hãy cùng chú ý từ chúng ta và từ họ ở đây. Thì để tác giả để trong dấu ngoặc kép, chúng ta ở đây là chỉ những cái người chưa nhiễm bệnh, còn không bị nhiễm bệnh, còn những cái từ mà đặt trong dấu ngoặc kép là từ họ ở đây, ý chỉ về những người đã bị nhiễm AIDS, đúng không? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý, phía trên tác giả khẳng định với chúng ta rằng chúng ta không kỳ thị, chúng ta không có sự phân biệt đối xử đối với những người nhiễm bệnh HIV/AIDS. Và đặc biệt đó chính là bên cạnh việc không kỳ thị, không phân biệt đối xử nữa, thì chúng ta hãy cùng chú ý rằng chúng ta đừng ảo tưởng rằng nếu như chúng ta phân tách một cái bức tường cách biệt giữa người nhiễm bệnh và người không nhiễm bệnh thì chúng ta có thể an toàn. Việc đó thì sẽ không hề được chắc chắn. Tác giả khẳng định với chúng ta rằng trong thế giới khốc liệt của AIDS không có khái niệm chúng ta và họ. Trong thế giới đó im lặng đồng nghĩa với cái chết. Vì vậy nên chúng ta cần phải công khai lên tiếng với căn bệnh này, cần phải quyết liệt chống lại nó, đúng nhỉ? Bên cạnh những cái nội dung đó thì điều cuối cùng mà cô muốn khẳng định với các bạn ở trong phần này đó chính là chúng ta không được phép im lặng và chúng ta cần phải có những cái hành động thiết thực để chống lại đại dịch này, đúng không? Các bạn hãy cùng chú ý này, chúng ta không im lặng và chúng ta cần phải hành động. Chúng ta cần phải hành động để chống dịch này. Như vậy là chúng ta vừa đưa ra được với nhau một số những cái nhiệm vụ mà cô Phi Anna đã đặt ra. Các bạn hãy cùng chú ý này, đó chính là giữa tất cả những cái nhiệm vụ này thì đều được xuất phát từ tình hình thực tế, và đặc biệt đó chính là cái cách sắp xếp các nhiệm vụ mà tác giả cô Phi Anna đã đưa ra với chúng ta thì khá là khoa học, các bạn có thể chỉ ra nhé. Hai nội dung đầu tiên thì là hai nội dung liên quan đến tầm nhà nước hay là những sự liên kết của các quốc gia ở trên thế giới, đúng không? Tuy nhiên, sau cái nhìn bao quát đó thì tác giả đưa đến với chúng ta những cái nhìn cụ thể hơn về cuộc sống của mỗi người ở trong cộng đồng, và đặc biệt đó chính là cuộc sống của những người mắc bệnh AIDS ở trong cộng đồng nữa. Chúng ta cần phải có những cái hành động thiết thực, ví dụ như là chúng ta cần phải công khai lên tiếng với căn bệnh này này. Chúng ta không nên im lặng, chúng ta hành động để chống lại căn bệnh, và đồng thời việc chống bệnh cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ những người bị mắc bệnh, và chúng ta đừng ảo tưởng cần có những cái kiến thức cụ thể liên quan đến căn bệnh AIDS này, đúng không? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý này, chúng ta đưa ra nhận xét ở trong phần này liên quan đến nội dung của phần nhiệm vụ, đó chính là những nhiệm vụ mà tác giả chỉ ra cho chúng ta là những cái nhiệm vụ hết sức là thực tế và xuất phát từ những cái thực tế về việc là chống bệnh ở trên phạm vi toàn cầu, đúng không? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chuyển đến nội dung cuối cùng của bài nhé. Đó chính là chúng ta hãy cùng chú ý xem tác giả cô Phi Anna sau khi mà đưa đến với chúng ta toàn bộ những cái nội dung đó thì sẽ đưa đến lời kêu gọi phòng chống AIDS như thế nào.
Nội dung cuối cùng mà chúng ta sẽ cùng phân tích ở trong bài ngày hôm nay đó chính là lời kêu gọi phòng chống AIDS nhé. Các bạn sẽ có nội dung này ở hai đoạn văn cuối của bài. Hai đoạn văn này thì cũng khá là ngắn thôi. Các bạn sẽ có này: nhân ngày thế giới phòng chống AIDS năm nay, tôi kêu gọi các bạn hãy cùng với tôi lên tiếng thật to và rõ ràng về HIV/AIDS. Hãy cùng tôi đánh đổ những thành lũy của sự im lặng, kỳ thị và phân biệt đối xử đang vây quanh bệnh dịch này. Hãy sát cánh cùng tôi, bởi lẽ cuộc chiến chống HIV/AIDS bắt đầu từ chính các bạn. Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý nhé. Chúng ta đưa ra ba nội dung ở trong phần này. Đầu tiên các bạn sẽ thấy đó chính là tác giả thì đưa ra cho chúng ta một cái lời động viên, một cái lời kêu gọi rằng các bạn hãy cùng tôi lên những cái tiếng thật to và rõ ràng về HIV/AIDS, đúng chưa? Các bạn hãy cùng chú ý này, hãy cùng tôi. Hãy cùng tôi này. Lên tiếng thật to và rõ ràng. Thật to và rõ ràng. Và tác giả lại khẳng định rằng những cái tiếng kêu lên thật to, những cái tiếng thật to về và rõ ràng để có thể làm gì nhỉ? Để có thể là chống lại căn bệnh HIV/AIDS. Về HIV/AIDS này. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng có một cái nội dung nữa, đó chính là chúng ta nếu như muốn chống lại được căn bệnh này thì cần phải có được cái tiếng nói để chống lại thành lũy của sự im lặng, kỳ thị và phân biệt đối xử, đúng không? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là tất cả mọi người thì cần có được hành động, đó chính là làm đổ thành lũy của sự im lặng này, kỳ thị và phân biệt đối xử. Chúng ta hãy cùng chú ý nhé. Đánh đổ này, thành lũy của sự im lặng, thành lũy của sự im lặng, kỳ thị và phân biệt đối xử, và phân biệt đối xử. Cuối cùng thì tác giả khẳng định với chúng ta một điều, đó chính là nếu như tất cả mọi người, tất cả những cái đất nước ở trên thế giới muốn chống lại được căn bệnh này thì cần phải có sự đoàn kết. Và cô Phiên Nam thì đã đưa ra một cái lời kêu gọi cuối cùng về việc là tất cả mọi người hãy cùng đoàn kết để chống lại căn bệnh này, đó chính là hãy sát cánh cùng tôi, bởi lẽ cuộc chiến chống lại HIV/AIDS bắt đầu từ chính các bạn, đúng nhá? Vậy các bạn cùng chú ý đến câu văn cuối cùng, hãy sát cánh cùng tôi này. Và cuộc chiến chống HIV/AIDS thì bắt đầu từ chính các bạn. Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý, chúng ta đưa ra một cái nhận xét nho nhỏ ở trong phần này thôi. Đó chính là những cái lời kêu gọi của cô Fiona thì đã đưa đến với chúng ta cái nội dung, đó chính là cuộc chiến chống lại HIV/AIDS là cuộc chiến của tất cả chúng ta. Và chúng ta thì cần chung tay để có thể chống lại căn bệnh này, đúng không? Các bạn hãy cùng chú ý này, chúng ta cần chung tay này. Chống lại HIV/AIDS. Như vậy là cô đã vừa đưa đến với các bạn những cái nội dung cơ bản nhất để các bạn có thể phân tích được văn bản nhân ngày, thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, đúng không? Chúng ta đã cùng phân tích được nội dung của ba bài này với ba phần. Phần thứ nhất đó chính là cơ sở của bản thông điệp này. Phần thứ hai thì chúng ta đã cùng chỉ ra được tình hình, nhiệm vụ mà chúng ta cần phải đạt được trong cái công cuộc phòng chống AIDS. Và cuối cùng đó chính là chúng ta phân biệt, chúng ta phân tích những cái lời kêu gọi về việc phòng chống AIDS của cô Fiona. Ngay sau đây thì cô sẽ hướng dẫn thì các bạn có thể chuyển tới phần ba la mã trong bài này. Đó chính là chúng ta sẽ cùng tổng kết lại những cái nét đặc sắc cả về nội dung lẫn nghệ thuật của bài nhé. Chúng ta sẽ có phần ba la mã này. Đó chính là phần tổng kết. Và như thường lệ thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tổng kết nội dung của văn bản này với hai phần nhé. Phần thứ nhất thì sẽ là nghệ thuật và phần thứ hai thì sẽ là nội dung này. Chúng ta có phần một nhỏ nghệ thuật. Trong phần nghệ thuật này thì chúng ta sẽ có khá là nhiều những cái điều mà chúng ta phải lưu tâm liên quan đến văn bản này. Ví dụ các bạn hãy cùng chú ý giúp cô câu hỏi số 1 và câu hỏi số 3. Sách bài tập trang 54 của các bạn.
Trong cái câu hỏi này thì sách bài tập đã chỉ ra với các bạn, đã đưa ra với các bạn những cái nội dung. Ví dụ ở câu hỏi 1 thì câu hỏi hỏi chúng ta rằng là hãy chỉ ra một vài những cái điểm sâu sắc và đặc sắc trong cách đặt vấn đề, cách đưa ra vấn đề và cách phân tích vấn đề của tác giả bài viết này. Và ở trong câu hỏi số 3 thì đề bài đưa ra với chúng ta cái vấn đề đó chính là chúng ta cần phải nói ra được những cái điều quan trọng nhất, và cái cách nói ra những cái điều quan trọng đó là một cái điều hết sức là đáng lưu tâm, đúng không? Và ở trong bài tập thứ 3 này thì còn chỉ rõ ra cho chúng ta cái cách mà cô Phi Anh Nam đã đưa đến với chúng ta các vấn đề ở trong bài này nữa. Thì đây chính là những cái yếu tố liên quan đến nghệ thuật của bài viết, đến nghệ thuật lập luận của bài viết, thì các bạn hãy cùng chú ý nhé. Cô sẽ chỉ tóm tắt với các bạn một số những yếu tố liên quan đến nghệ thuật của bài viết này. Ví dụ như là các bạn có thể tham khảo về nội dung của phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 83. Chúng ta sẽ có đó chính là nội dung của văn bản này thì văn bản có sức thuyết phục mạnh mẽ bởi vì nó đã thể hiện được những cái suy nghĩ sâu sắc và những cảm xúc chân thành của tác giả, đúng không? Các bạn hãy cùng chú ý này, đó chính là cảm xúc thì chân thành này. Cảm xúc của tác giả được gửi gắm trong bài viết này thì rất là chân thành. Đồng thời thì các bạn sẽ có những cái suy nghĩ của tác giả thì sâu sắc này. Suy nghĩ sâu sắc. Và tác giả đã thể hiện những cái cảm xúc chân thành, những cái suy nghĩ sâu sắc đó qua cái cách lập luận rất là khoa học, đưa những nội dung rành mạch rõ ràng, đúng chưa? Các bạn hãy cùng chú ý đó chính là lập luận này, sâu sắc này, dẫn chứng thì rõ ràng này, dẫn chứng xác thực này, và một số những cái cách để có thể lập luận những cái vấn đề ở trong bài này. Ví dụ như là đưa ra những cái con số, những cái số liệu cụ thể, hoặc là cách đưa ra các vấn đề, cách triển khai các nội dung nhỏ thì rất là rành mạch và hợp lý nữa, thì các bạn hãy cùng lưu tâm nhé. Tiếp theo thì chúng ta có nội dung của phần 2 nhỏ, đó là phần nội dung. Trong phần nội dung này thì các bạn có thể tham khảo nội dung đã được tóm tắt ở trong phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 83 nhé. Cô sẽ nhắc lại với các bạn ba nội dung của phần này như chính bố cục mà chúng ta đã vừa chỉ ra, đúng không? Chúng ta có việc đầu tiên đó chính là cơ sở của bản thông điệp này. Đó chính là tất cả các nước ở trên thế giới thì đã cùng cam kết và đưa ra những cái nguồn lực, đưa ra những cái hành động để có thể chống lại căn bệnh. Ở trong phần thứ hai thì tác giả khẳng định với chúng ta tình hình. Chúng ta có tình hình của việc phòng chống căn bệnh và sau những cái việc mà chỉ rõ ra cho chúng ta đã làm được những gì, kết quả của những việc làm đó, thì tác giả khẳng định với chúng ta nhiệm vụ của tất cả mọi người, nhiệm vụ của tất cả các quốc gia để có thể chung tay chống lại căn bệnh này, đúng không? Cuối cùng thì các bạn có lời kêu gọi này. Lời kêu gọi của tác giả để mong muốn tất cả mọi người hãy cùng kề vai sát cánh, hãy cùng chung tay để chống lại căn bệnh này. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn thì các bạn có thể tìm hiểu được những nội dung cơ bản, những cái nội dung quan trọng nhất của văn bản thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS ngày 1 tháng 12 năm 2003. Hẹn gặp lại các bạn vào những buổi học tiếp theo nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.